Đàn ông nông cạn mà gặp người đàn bà trưởng thành thì khó giữ. Đàn ông sốc nổi mà gặp người đàn bà biết tự lập thì lại chẳng bền. Người đàn ông phản bội mà gặp người đàn bà biết tha thứ lỗi thì đó là may mắn. Người đàn ông trăng qua mà gặp con đàn bà nhạy cảm thì trời ơi, đó là tàn ác. Người đàn ông thành đạt mà gặp người đàn bà biết an phận thủ thường thì là gần như đã viên mãn được 9 phần. Phần còn lại nó còn tùy thuộc vào những bản tính ở trên, coi nó có thay đổi, nó có đảo chính bất ngờ hay là không. Cuộc đời này đôi khi vốn dĩ nó là một sự bất công như thế đó. Duyên khởi thì gặp gỡ, nhưng duyên nở thì chưa hẳn là mãi cạnh kề. Duyên tàn cũng chẳng phải sẽ rời xa nhau. Bởi vì bạn biết không, tình cảm á, nó phải được đi đôi với thực tế. Có duyên mà không hợp thì dạng điều sẽ khó khăn. Có duyên mà sai thời điểm thì trăm điều sẽ phiền nhiễu. Cạn duyên mà tình chưa đoạn thì nhiều điều sẽ khổ. Cạn duyên mà khi yêu đúng người thì lại là sầu bi. Một khi đàn ông mà cần hôn nhân thì hãy chắc chắn rằng anh đã đủ bản lĩnh để khiến cho người đàn bà được an lòng. Đời không đứng yên mà sẽ biến chuyển, tâm không an tịnh mà sẽ đổi dời. Cho nên nếu mà yêu thôi á thì chưa đủ, phải hợp điểm. Hợp điểm nó vẫn chưa thừa, phải thực tế, lý trí, can đảm vì nhau nữa. Đàn bà lùi một bước về sau để nhường nhịn thì đàn ông đừng tiến 2 bước để lấn đường. Đàn bà dù có cố gắng cả đời cũng không bao giờ thành đàn ông được. Nhưng mà đàn ông á, chỉ cần mở miệng nói mấy câu thôi thì sẽ trở thành đàn bà ngay lập tức. Đàn bà đau á, thì đàn ông phải dỗ, mà đàn bà khổ thì đàn ông phải thương. Tín ngưỡng của hôn nhân không chỉ là an duyên hợp phận mà còn can hệ đến phần trưởng thành, chín chắn, cố gắng và phấn đấu nữa. Phấn đấu thấu hiểu cho nhau để đỡ phải làm cho nhau đau khổ. Đàn ông giàu tiền chưa chắc làm cho đàn bà nể, nhưng mà người đàn ông tử tế nè, giàu tình cảm và thực tế thì có thể khiến cho người đàn bà yêu say đắm cả đời, cả một cuộc đời.